Nó sẽ thay thế những ứng dụng truyền thống trong cái thế giới hoàn toàn tự động của tương lai. Và tất cả những bạn ngồi đây, các bạn lập trình viên thì chúng ta sẽ là người đưa ra luật chơi của những cái ứng dụng đặc trưng này. Thì sau đây tôi xin nói về cái việc là ứng dụng phi tập trung trên nền tảng blockchain, hay cụ thể ở đây là Ethereum, hay cái nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng đấy là nền blockchain là Nexty platform. Nexty platform mà công ty của mình ở Singapore cũng đã huy động vốn được từ cuối năm ngoái, và hiện tại thì cái đội tech cũng đang ở Việt Nam, nên mình cũng đang tìm kiếm rất nhiều các bạn lập trình viên mà có thể tham gia cùng team với bên mình. Người ta sẽ gọi ứng dụng phi tập trung, nếu tên tiếng Anh của nó decentralized application thì hay còn gọi là dApps. Thì trên cái nền tảng dApps thì trong cái buổi nói ngày hôm nay thì mình sẽ nói về thứ nhất là định nghĩa dApps, thứ hai là cách thức hoạt động của một dApp như thế nào, sau đó là so sánh những cái app truyền thống với cả decentralized application và những cái trường hợp ứng dụng của nó, hay là cái cách thức mình triển khai một dApp như thế nào. Thì bây giờ là về phần thứ nhất, dApps.